Anh em, lại là mình đây. Chào mừng anh em quay lại với kênh tachoa.com. Thì trong video này mình sẽ mang đến cho anh em một cái sản phẩm mà sẽ giúp cho anh em nào mà yêu thích cái hương thơm nè, yêu thích có một cái mùi riêng trong cái không gian làm việc của anh em, thì đây chắc chắn là một cái sản phẩm mà anh em phải mua về sử dụng. Cái sản phẩm này là máy phít tán tinh dầu và dầu thơm hình vỏ sò, có đèn LED của Xiaomi Ugalai. Cái giá thì cũng khá là phải chăng anh em, chỉ có 127.000 thôi. 127.000 thì mình thấy cái sản phẩm này nó cũng khá là rẻ luôn đấy. Và cái sản phẩm này là cái sản phẩm nằm trong hệ sinh thái của Xiaomi, nên khi mà anh em mua thì anh em sẽ không thấy có cái logo của Xiaomi nằm trên sản phẩm này. Anh em nào chưa biết cái thương hiệu của Ugalai, có nghĩa là Ba Lai á, thì anh em có thể tìm hiểu thêm thông tin của nó ha. Nhưng mà thật sự ra sản phẩm này nằm trong hệ sinh thái, cái quản lý chất lượng của nó thì tương tự giống như là những cái sản phẩm của Xiaomi vậy anh em. Ở ngoài phần giữa hộp thì anh em thấy đây, nó có một cái hình của một cái máy nằm ở đây, và thông tin của sản phẩm thì nó sẽ dán trên đây một cái tem. Cái tem này thì nó sẽ nêu rõ cho anh em là cái sản phẩm này có màu hồng nè. Anh em thấy chưa? Đây là một cái sản phẩm màu hồng và thông số kỹ thuật ha. Bây giờ mình sẽ cùng anh em mở ra. Đây. Khi mà mở ra thì anh em thấy cho mình đầu tiên là một cái máy ha. Đây, cái máy được đựng trong cái hộp như vậy. Và tiếp đến là cái sách hướng dẫn sử dụng. Thì cái sách này nó bằng ngôn ngữ tiếng Trung thôi nha anh em. Đây, ngôn ngữ tiếng Trung. Thì anh em nào mà quan tâm, nếu mà chưa biết cách sử dụng thì có thể tham khảo thêm. Còn nếu mà anh em nào mà muốn sử dụng đơn giản hơn thì có thể xem video này, thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách sử dụng ha. Kèm theo đó là một cái gói như vậy. Nó có cho anh em một cái bông để đựng tinh dầu, để khi mà để vô máy này thì nó sẽ phát tán ra. Một cái sợ cáp Magoyupi tầm khoảng 20cm. Cộng cáp này thì tặng sử dụng cũng tạm tạm thôi. Mình nghĩ nó tặng dài hơn thì hợp lý hơn ha. Và đây anh em, trên tay mình đây là cái máy phít tán tinh dầu và dầu thơm vỏ sò của Xiaomi Ugalai. Thì anh em nhìn thấy cái sản phẩm này nó có thiết kế là nó thiên hướng về những chị em phụ nữ nhiều hơn ha. Tuy nhiên những anh em thì cũng thể sử dụng cái sản phẩm này bình thường. Thì cái thiết kế của nó là theo cái hình vỏ sò, và nó sẽ có những cái đường gợn sóng trên thân ha, nhìn nó rất là đẹp. Và cái phần này cũng là cái phần để đánh dấu cái việc mà anh em dặn bề nào cho nó đúng. Thì một lát mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách dặn để cho nó đơn giản hơn, và anh em dặn như thế nào để cho nó được đúng ha. Cái phần trên đây á, nó có một cái phần gờ như vậy, mạ rôm. Thì cái phần này không phải là để cho nó vui đâu nha anh em, mà cái phần này nè, để cho anh em có thể xỏ những cái sợi dây vô, và anh em móc lên trên những cái nơi làm việc hay là trong xe hơi á, anh em có thể máng lên ha. Để khi mà anh em sử dụng á, thì anh em sẽ không phải đặt như vậy, thì lát anh em sẽ khó kiếm ha. Và để treo lên như vậy thì nó sẽ hoạt động khá là hiệu quả hơn. Mình sẽ quay phần mặt sau. Phần mặt sau thì nó sẽ có in những cái thông tin về cái sản phẩm này, gồm những cái thông tin chính, ví dụ giống như là dung lượng pin nè, và những cái thông tin bằng tiếng Trung ha. Thì ở đây mình thấy nó có những cái lỗ. Cái lỗ này là không phải để cho nó không nghe anh em, mà để cho nó hút được những cái gió từ bên dưới á, nó hút lên và nó thổi từ bên trong đây, nó thổi ra, bằng cách là trong đây nó sẽ có một cái quẹt để nó phít tán cái tinh dầu ra nha anh em. Phần trước thì nó sẽ có một cái lỗ này là cái lỗ để phít tán tinh dầu nha. Mặt trên này thì nó cũng sẽ có cho anh em một cái cổng micro USB để anh em có thể sạc. Thì bây giờ mình sẽ mở ra trước ha. Đây. Khi mình mở ra thì anh em thấy nó chia thành cho anh em đó là hai phần. Và còn một cái phần nữa là một cái phần hồi nãy nó tặng kèm cho anh em nè, cái đồ mà để nhỏ tinh dầu vô. Và ở đây thì nó sẽ có một cái nữa. Phần dưới thì nó sẽ có một cái phần G ha. Phần G để khi mà anh em để vô á, thì nó sẽ đè cái phần tinh dầu này vô như vậy nè. Đó, cho nó vừa khít. Và nó có một cái phần tròn để giữ cái phần tinh dầu này lại ha. Trải dài mặt dưới thì nó sẽ có một cái lỗ. Cái lỗ này khi mà anh em nhìn vào thì nó sẽ có một cái quẹt, nó thổi ra và nó sẽ đi lên đường này, và nó sẽ thổi được cái mùi thơm tinh dầu như vậy. Và nó thổi cái đường này để khi mà anh em ngồi anh em làm việc thì nó sẽ cảm giác nó thơm hơn và cảm giác nó dễ chịu hơn rất là nhiều. Ở phần mặt trên á thì anh em để ý cho mình ha, có một cái phần 500 này là anh em không được lấy ra nha, anh em nhớ nha. Ở đây thì nó sẽ có một cái phần 500 đó anh em. Cái phần này giống như là cái phần cảm biến á, và khi mà anh em sử dụng anh em đẩy vô như vậy này, và cái phần 500 này nó sẽ chịu trách nhiệm đó là một cái cảm biến ha, để khởi động cái máy này lên, bằng cách là anh em chỉ cần dặn cái phần này vô thôi là nó sẽ khởi động cái chức năng đó là thổi tinh dầu lên ha. Khi mà cái máy này hoạt động thì anh em sẽ nhìn ở trong đây này, nó sẽ có một cái bóng đèn. Đây, anh em thấy không? Có một cái bóng đèn sáng như vậy. Nó có một cái bóng đèn ha. Bây giờ mình sẽ tắt thì anh em sẽ không thấy này.
Nó mình không thấy, mình bật lên nè, nó có một cái bóng đèn, nó hoạt động và cái quạt trong đây nó sẽ hoạt động ra và nó thổi cái hơi ra, cái hơi nhẹ nhẹ thôi nha anh em, chứ không phải là cái hơi dù dù giống như cái quạt. Và cái quạt này nó khá là tiết kiệm điện năng nên khi mà anh em sử dụng thì anh em cũng không quá băn khoăn về cái việc mà nó sẽ nhanh hết pin ha. Còn về phần kích thước của sản phẩm này thì sao, cái sản phẩm này nó có kích thước là 9 nè nhân cho 8 và nhân cho 4 cm. Với cái kích thước này thì nó tương tự giống như là một cái gương cá nhân hoặc là một cái hộp phấn vậy á, nên khi mà anh em sử dụng thì anh em cũng không quá băn khoăn về cái việc mà nó chiếm nhiều diện tích ha. Anh em có thể dễ dàng bỏ nó vô trong ba lô nè, hay là túi xách, hay là cặp, hay là anh em có thể máng lên trên vật dụng gì đấy ở trong cái ba lô của anh em để anh em có thể dễ dàng mang theo được mọi lúc mọi nơi. Về phần thời lượng pin sử dụng thì sao, cái sản phẩm này nó trang bị một cái viên pin bên trong đấy á, là một cái viên pin 500 mAh. Cái thời gian sử dụng anh em sử dụng lên đến 10 tiếng đồng hồ, và cái thời gian anh em sạc qua cổng micro USB này chỉ mất đó là 2 tiếng thôi để sạc đầy được cái sản phẩm này, nên anh em cũng không quá quan tâm về cái việc mà cái sản phẩm này anh em sử dụng á, anh em sạc một lần thì anh em có thể sử dụng nó đó tầm khoảng 2 đến 3 ngày anh em mới phải sạc lại ha. Thì bây giờ mình sẽ cùng anh em sử dụng thử cái máy phít tán tinh dầu này hoặc là dầu thơm này cho anh em xem ha. Đầu tiên là anh em sẽ mở ra, anh em nhớ là khi mà dặn á thì cũng sẽ đặt cái phần này nằm ở bên theo cái chiều là tay trái của anh em, và dặn vô thì dặn theo cái kim đồng hồ nha anh em, và anh em mở ra thì ngược kim đồng hồ lại để cho nó dễ hình dung hơn ha. Trước tiên anh em muốn sử dụng thì đầu tiên là anh em phải nhỏ tinh dầu vào trong cái phần miếng này nè, anh em sẽ nhỏ chính giữa ha. Thì ở đây mình có một cái lọ tinh dầu thì mình sẽ nhỏ vô, anh em nhỏ theo cái tỷ lệ tùy theo cái nhu cầu của anh em. Để mà biết được cái tỷ lệ sử dụng thì mình sẽ có một cái phần để cho anh em biết ha. Thì nếu mà anh em sử dụng trong một cái khoảng phòng nó từ khoảng 10 cho đến 20 mét vuông ha, cái này là mình ví dụ, anh em nhỏ từ 2 cho đến 4 giọt thì anh em sử dụng nó đó tầm khoảng là 1 cho đến 2 tiếng đồng hồ. 4 tới 6 giọt thì anh em sử dụng nó đâu đó tầm khoảng từ 3 cho đến 4 tiếng ha. Và anh em nhỏ từ 8 giọt thì anh em sử dụng nó đó từ khoảng 5 cho đến 6 tiếng. Tương tự với lại là dầu thơm thì anh em xịt một lần thì sử dụng nó đó tầm khoảng cỡ 1 cho đến 2 tiếng. Xịt hai lần thì từ khoảng 3 cho đến 4 tiếng. Và anh em xịt ba lần thì từ khoảng 5 đến 6 tiếng ha. Bây giờ bắt đầu mình sẽ nhỏ vô. Anh em nhỏ thì anh em nhớ lấy ra để nhỏ cho nó dễ. Ở đây thì mình nhỏ đâu đó tầm khoảng cỡ 3, 4, 5, 6. Mình sẽ nhỏ nó 6 giọt ha. 6 giọt tinh dầu xả. Cái này khi mà anh em muốn đổ tinh dầu thì anh em có thể cạy cái phần này ra, anh em sử dụng cái giấy ni lông hoặc là giấy thấm dầu, anh em thấm cho nó hết nha, anh em đừng có đem đi rửa, anh em chỉ cần thấm cho nó hết thôi. Khi mà thấm hết rồi anh em cứ để cho máy chạy khoảng vài tiếng để xóa đi cái mùi cũ và anh em để cái mùi mới vô được ha. Anh em để ý nè, trên thân máy thì nó sẽ có hai cái phần gờ ga, anh em chỉ cần đặt vô như vậy là được nha, đặt vô như vậy là được. Tiếp đến là cái cách mà anh em sử dụng thì anh em như thế này, anh em đặt máy nè ha, đặt máy vào cái khung đó, thấy không, anh em nhìn thấy đây, nó sẽ nằm bên phải ha, tay phải của anh em ha, và anh em dặn lên như vậy nó, anh em dặn lên và anh em để ý cái đèn này nè, đó cái đèn này nó cháy nè ha, thằng nó sẽ hoạt động ha, nó đơn giản như vậy thôi. Anh em muốn tắt thì sao, anh em chỉ cần dặn ngược lại như vậy ha, nó tí là nó tắt. Tại vì cái 500 hồi nãy đó anh em, cái mục đích của cái 500 á là để bật tắt bằng cách là anh em dặn ha, và anh em bật ra như vậy nó, anh em bật, anh em mở lại như vậy là anh em tắt ha, để như vậy đem đi, và muốn ấy thì anh em bật lên như vậy. Anh em nào thích sử dụng dầu thơm thì có thể sử dụng dầu thơm. Còn riêng mình thì mình thích sử dụng những loại tinh dầu như xả chanh hay là ải hương ha, thì nó khá là thơm. Còn về cái trạng thái hoạt động của sản phẩm này sao, khi mà anh em sử dụng cái sản phẩm này á, nó còn pin á, thì cái đèn này nè, nó sẽ cháy và cái máy nó sẽ hoạt động ha. Khi mà nó hết pin á, thì bắt đầu nó sẽ bị nhấp nháy và nó sẽ tắt hoàn toàn. Lúc mà anh em sạc á, thì nó sẽ nhấp nháy khi mà anh em sạc ha. Lúc mà đầy pin á, thì cái đèn nó lại nó sáng bình thường khi mà anh em sử dụng cái cổng micro USB để anh em nạp điện cho sản phẩm này. Cái sản phẩm này thì anh em có thể dễ dàng nạp điện cho nó bằng cái củ sạc này, hay là cái sạc dự phòng, hoặc là cổng USB máy tính đều được nha anh em. Nó khá là nhiều cái cách để cho anh em sạc. Màu sắc thì ngoài màu hồng này ra thì nó còn một cái màu trắng nữa, tùy theo anh em yêu thích màu nào thì anh em có thể lựa chọn ha. Về phần không gian sử dụng cái sản phẩm này thì anh em có thể sử dụng ở văn phòng nè, phòng ngủ nè, ở phòng khách, hoặc là xe hơi, hay là anh em mang đi công tác sử dụng ở những cái khu mà anh em làm việc nè, hay là anh em mang đi sử dụng ở trong cái khách sạn mà anh em ở ha, hay là anh em sử dụng trong cái khu văn phòng mà anh em làm việc, thì nó cũng sẽ mang lại cho anh em rất là nhiều giá trị. Nhất là những cái bạn nào mà đang trị liệu bằng những cái hương thơm mà đi giúp anh em xả stress, hay là sử dụng nó để làm cho cái không gian của anh em nó thơm hơn ha, thì này nó cũng rất là đặc biệt. Về phần giá cả thì mình thấy nó cũng rất là phải chăng.
Về phần link mua sản phẩm này thì mình sẽ để dưới phần mô tả video ha. Hoặc phần ghi bình luận thì anh em có thể bấm vào tham khảo và mua. Ngoài ra thì mình cũng sẽ để thêm những cái link máy phích tán tinh dầu khác của Xiaomi, thì anh em có thể bấm vào tham khảo thêm những cái máy phích tán tinh dầu của họ ha. Anh em tham khảo thêm cái xem cái sản phẩm nào phù hợp với anh em thì anh em có thể mua về sử dụng. Mình cũng sẽ để luôn cái link gian hàng bán những cái sản phẩm chính hãng của Xiaomi, còn rất là nhiều cái sản phẩm khác của Xiaomi nằm trong hệ sinh thái đợi chờ anh em khám phá ha. Nếu mà anh em cảm thấy video này hay thì sao, nhấn like, share cũng giống như là subscribe kênh tay phải chấm cùng của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye anh em, bye. Đúng là thôi thật sự nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình, đừng quên nhấn subscribe và like kênh của mình nhé.